Hi xin chào các bạn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa đăng ký thường trú online trên điện thoại nha bạn rất hay và uh, hữu ích khi bạn đã đến một nơi khác thì bạn sẽ vô trang của dịch dịch vụ công á, gọi là dịch vụ công chấm dân cư quốc gia chấm gov nha bạn gov vn tại vì gov là tên miền này không ai mua được xài được nha bạn chỉ có nhà nước mới được xài gov thôi rồi sau đó bạn gõ vào một là xó đăng ký thường trú rồi nó sẽ nhảy qua trang tiếp theo là tài khoản cấp bởi cổng dịch vụ công quốc gia trên trên cái trang web á trên cái trang web của bạn á, là nó có phải có dấu tích xanh nha mới gọi là an toàn bảo, bảo mật dữ liệu á. còn gov là tên miền của nhà nước chỉ có nhà nước mới xài được thôi còn người thường không được xài nha rồi sau đó bạn sẽ tiến hành đăng nhập đăng nhập cái cái mật khẩu mà mà bạn bữa bạn cấp á rồi nhập mã xác xác nhận vô rồi sẽ mật khẩu OTP này nó sẽ được gửi về cho máy bạn nha. rồi bạn nhập mã OTP để qua Rồi sau đó bạn nhập đầy đủ thông tin có dấu à, có viết hoa nè bạn kéo xuống nó thường chú á bạn bỏ là không được rồi sau đó bạn nhận thông tin qua cổng thông tin nha bạn nhận qua cổng thông tin sau đó bạn chọn là qua mail và nhận cổng thông tin có nghĩa là nhận hai hai cái hai cái, cái kiểu nhận thông báo luôn á qua mail rồi nhận qua cổng thông tin nữa không có thì thích nhận tiếp cũng được à, mà online mà thì nhận qua email nha bạn rồi nhận qua cổng thông tin rồi sau đó bạn ghi nhận và gửi hồ sơ thế là xong bài đợi kết quả trả thôi khi nào nó nhận được kết quả nó sẽ báo cho bạn làm xong rồi, nó sẽ báo cho bạn à, thôi video này xin kết thúc hẹn gặp lại bạn video sau à, bye bye nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha bye bye